Cô chào mừng các con đã đến với chương trình học của môn văn lớp 6. Các con thân mến, nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: "Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng, đến em thơ cũng hóa anh hùng, đến ông dạy cũng trở thành dũng sĩ." Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có biết bao tấm gương thiếu nhi anh hùng đã tô thắm cho trang sử hào hùng của dân tộc như Lê Văn Tám, Nguyễn Bá Ngọc, Kim Đồng. Một trong những tấm gương hy sinh cao cả đó là chú bé Lượm, một chú bé Giao Liên đã dũng cảm hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sự hy sinh của chú bé đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho nhà thơ Tố Hữu. Với sự xúc động nghẹn ngào yêu mến, nhà thơ đã cho ra đời bài thơ Lượm mà hôm nay chúng ta sẽ được học. Chúng ta sẽ đi vào tiết 97, bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu. Mục tiêu cần đạt khi các con học bài học này là: thứ nhất, các con cảm nhận được vẻ đẹp hồn nhiên vui tươi trong sáng của hình ảnh Lượm, hiểu được ý nghĩa cao cả trong sự hy sinh của nhân vật. Hai, các con nắm được thể thơ bốn chữ, nghệ thuật tả và kể trong bài thơ có yếu tố tự sự. Ba, củng cố kỹ năng ghi chép khi nghe. Bài học này chúng ta sẽ đi theo các tiến trình như sau. Thứ nhất, ta sẽ đọc và tìm hiểu chú thích, tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Phần 2, chúng ta tìm hiểu về văn bản thông qua các ý trong bố cục của bài thơ. Phần 3 là tổng kết. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi vào luyện tập. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào phần 1, đọc, tìm hiểu chú thích. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả. Các con mở sách giáo khoa trang 75. Tố Hữu, tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành. Ông sinh năm 1920 và mất năm 2002, quê ở Thừa Thiên Huế. Ông là nhà cách mạng, nhà thơ lớn, là ngọn cờ đầu của thơ ca hiện đại Việt Nam. Các tác phẩm của Tố Hữu có thể kể đến như Từ Ấy, Việt Bắc, Ra Trận, Mẫu và Hoa. Đây là những tác phẩm đã khái quát được tâm huyết cả đời thơ của Tố Hữu. Thơ của ông đã hơn nửa thế kỷ có ảnh hưởng đến đời sống cách mạng, đời sống văn hóa và văn học của đất nước. Trong số ấy có bài thơ Lượm mà sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về tác phẩm ấy. Cô giới thiệu tác phẩm về hoàn cảnh sáng tác. Bài thơ được viết vào năm 1949 trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Bài thơ được xây dựng trên một câu chuyện có thật và từ những điều chân thật ấy đã tạo nên những vần thơ đầy cảm xúc. Vậy chúng ta cùng đọc tác phẩm nhé. Cô hướng dẫn con cách đọc bài thơ. Khi đọc bài thơ này, các con hãy chú ý đến cách đọc theo thể thơ bốn chữ, nhịp điệu nhanh gấp. Những câu tả hình ảnh của Lượm ở đoạn đầu cần đọc với giọng vui, nhanh, gấp, nhấn mạnh các từ lấy tạo hình như lắc chắc, xinh xinh, thoăn thoắt. Ở những câu cảm thán, các câu thơ phá cách và các câu hỏi tu từ, con cần đọc với nhịp thơ chậm và giọng xúc động. Về thể thơ, đây là một bài thơ được làm theo thể thơ bốn chữ, hay còn gọi là thơ bốn tiếng, một thể thơ ca dân gian, dễ làm, dễ thuộc, sử dụng nhiều trong tục ngữ ca dao hoặc vè, rất thích hợp với lối kể chuyện. Phương thức biểu đạt của bài thơ này được kết hợp giữa tự sự, miêu tả và biểu cảm. Dựa trên bài thơ vừa đọc cùng mạch cảm xúc của tác giả, ta có thể chia bố cục của bài thơ như sau. Bài thơ được chia làm 3 phần. Phần 1, từ đầu đến cháu đi xa dần. Nội dung nói về hình ảnh của Lượm trong cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai chú cháu. Phần 2, từ phần tiếp đến cho đến hồn bay giữa đồng. Đoạn thơ này kể lại chuyến đi liên lạc cuối cùng của Lượm và em đã hy sinh.
Phần 3 là ba khổ thơ cuối, hình ảnh của Lượm vẫn còn sống mãi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần 2, tìm hiểu văn bản. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, hình ảnh của Lượm trong cuộc gặp gỡ giữa hai chú cháu. Đó là năm khổ thơ đầu. Dựa vào khổ thơ đầu của bài thơ, các con hãy cho biết hoàn cảnh trong lần gặp gỡ giữa tác giả và chú bé Lượm có gì đặc biệt. Ngày Huế đổ máu, chú Hà Nội về, tình cờ chú cháu gặp nhau hàng bè. Những câu thơ đã cho ta những thông tin về cuộc gặp gỡ ấy. Cuộc gặp gỡ ấy diễn ra tại Huế và tác giả từ Hà Nội về Huế đã công tác. Cuộc gặp gỡ ấy đã diễn ra trong hoàn cảnh Huế đang đổ máu, tức là chiến tranh rất ác liệt đang diễn ra trong những ngày đầu ở Huế. Và đây là cuộc gặp gỡ rất tình cờ. Một cuộc gặp gỡ tình cờ trong bom đạn như thế ấy. Thế nhưng tác giả lại không thể nào quên được cái hình ảnh của chú bé trong lần gặp gỡ ấy. Hình ảnh của chú bé Lượm sẽ được tái hiện lại qua dáng điệu, trang phục, cử chỉ, lời nói của chú bé ấy. Qua bốn khổ thơ kế tiếp, các con có thể hình dung được hình ảnh ấy của chú bé. Chú bé lắc chắc, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu ngân ngân, ca lô đội lệch, mồm huýt sáo vang, như con chim chích, nhảy trên đường vàng, cháu đi liên lạc, vui lắm chú à, ở đồn mang cá, thích hơn ở nhà. Cháu cười hiệp mí, má đỏ bồ quân, thôi chào đồng chí, cháu đi xa dần. Và đây là bức tranh được in trong sách giáo khoa, con có thể quan sát để hình dung ra hình ảnh của chú bé Lượm. Về trang phục của chú bé, đó là một cái sắc xinh xinh, một cái mũ ca lô đội lệch. Đây chính là trang phục quen thuộc của các chiến sĩ vệ quốc trong thời kỳ đầu của kháng chiến chống Pháp. Với các từ lấy gợi hình như xinh xinh, lắc chắc, ngân ngân, thoăn thoắt, dáng điệu của Lượm đã được miêu tả lại qua những từ lấy này. Đó là hình dáng của một chú bé liên lạc, tuy nhỏ nhắn nhưng lại cũng rất nhanh nhẹn và tinh nghịch. Và đây, với những cử chỉ mồm huýt sáo vang như con chim chích nhảy trên đường vàng, với phép so sánh ấy, tác giả đã khắc họa tính cách hồn nhiên, tươi vui, nhí nhảnh, lanh lợi, yêu đời của chú bé. Thời kháng chiến chống Pháp, máy truyền tin của ta rất hiếm. Phần lớn, những chỉ thị mệnh lệnh đều do người chuyển đến. Người làm nhiệm vụ truyền tin đó chính là liên lạc. Thiếu nhi làm liên lạc rất có lợi vì các em có thể di chuyển từ nơi này đến nơi kia nhanh hơn, không kém gì người lớn. Hơn nữa khi gặp địch, chỉ cần giấu tài liệu đi là an toàn mà không bị bắt như người lớn. Bởi vậy, thời kháng chiến chống Pháp, nhiều em thiếu nhi đã làm nhiệm vụ liên lạc trong các đơn vị của ta. Còn cái sắc, các con có biết cái sắc là gì không? Đó chính là cái túi được may bằng vải hoặc bằng da để đựng quần áo, tài liệu hoặc công văn. Nên chắc chắn, trong cái sắc xinh xinh mà Lượm luôn đeo bên mình ấy, thì đựng công văn, đựng tài liệu. Trong trí nhớ của Tố Hữu, hình ảnh của Lượm thật sống động và cũng rất trẻ con. Khi nghe em tâm sự, cháu đi liên lạc, vui lắm chú à, ở đồn mang cá, thích hơn ở nhà. Nhịp thơ, nhanh, gấp, làm cho lời nói ấy sao mà tự nhiên,
chân thật và hăng hái đến thế. Vậy, qua phần 1, chúng ta đã thấy chân dung của chú bé Lượm trong sự hồi tưởng của tác giả. Thật đáng yêu, đó là một chú bé liên lạc hồn nhiên, nhanh nhẹn, vui tươi, say mê công tác kháng chiến. Và không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh ấy của Lượm được tác giả nhớ lại trong cuộc gặp gỡ đó. Chỉ vì khi tác giả nghe tin Lượm đã hy sinh khi làm nhiệm vụ chuyển thư khẩn đến nơi cần gửi. Vậy, chúng ta cần tìm hiểu sự hy sinh của Lượm qua phần 2 nhé. Bây giờ, các con sẽ cùng với cô đọc lại 7 khổ thơ ở phần 2 nhé. Cháu đi đường cháu, chú lên đường ra, đến nay tháng 6, chợt nghe tin nhà, ra thế, Lượm ơi. Một hôm nào đó, như bao hôm nào, chú đồng chí nhỏ bỏ thư vào bao, vụt qua mặt trận, đạn bay vèo vèo, thư đề thượng khẩn, sợ chi hiểm nghèo. Đường quê vắng vẻ, lúa trổ đồng đồng, cá lô chú bé nhấp nhô trên đồng, bỗng lòe chớp đỏ, thôi rồi, Lượm ơi, chú đồng chỉ nhỏ, một dòng máu tươi. Cháu nằm trên lúa, tay nắm chặt bông, lúa thơm mùi sữa, hồn bay giữa đồng. Và trong các đoạn thơ ta vừa đọc, con thấy có một câu thơ có cấu tạo rất là đặc biệt. Ra thế, Lượm ơi. Các con thấy câu thơ bốn chữ như bị ngắt ra thành hai dòng thơ. Câu thơ đã thông tin cho ta biết việc tác giả nghe tin Lượm đã hy sinh. Câu thơ diễn tả nỗi đau xót, nghẹn ngào của tác giả khi biết tin Lượm đã ra đi. Tiếp đó, nhà thơ hình dung ra chuyến liên lạc cuối cùng của Lượm. Một hôm nào đó, như bao hôm nào, chú đồng chỉ nhỏ bỏ thư vào bao, vượt qua mặt trận, đạn bay vèo vèo, thư đề thượng khẩn, sợ chi hiểm nghèo. Trong phần này, lời thơ nào tác giả đã miêu tả Lượm đang làm nhiệm vụ trong chuyến liên lạc ấy? Với chi tiết một hôm nào đó như bao hôm nào, tác giả đã cho ta thấy công việc của Lượm là rất thường nhật. Và hôm ấy, Lượm đã vượt qua mặt trận, đạn bay vèo vèo. Tác giả đã sử dụng những động từ mạnh, vụt và tính từ miêu tả âm thanh của tiếng bom đạn, vèo vèo. Bên cạnh đó, tác giả đã sử dụng câu hỏi tu từ sợ chi. Bởi vì lúc này, trên tay của Lượm đang cầm một bức thư đề thượng khẩn là gấp, gấp lắm. Và khi nhận được bức thư ấy, thì Lượm đã khẳng định sợ chi hiểm nghèo. Đây là một câu hỏi tu từ. Vậy với cách dùng động từ mạnh, tính từ gợi âm thanh, câu hỏi tu từ, tác giả đã miêu tả hình ảnh của Lượm rất dũng cảm. Em không nề nguy hiểm, quyết hoàn thành nhiệm vụ. Ở các dòng thơ kế tiếp, bỗng lè chớp đỏ, thôi rồi Lượm ơi, chú đồng chỉ nhỏ, một dòng máu tươi. Bỗng là một sự đột ngột, lè chớp đỏ, một dòng máu tươi. Đây là cách nói giảm nói tránh của tác giả để cho ta biết rằng Lượm đã trúng đạn và hy sinh. Bọn giặc đã giết em. Khi em băng ngang qua cánh đồng, chiếc ca lô ấy bây giờ đã trở thành mục tiêu của giặc. Tác giả đã bộc lộ sự bàng hoàng và kể lại sự việc mà tác giả tưởng như đang phải chứng kiến cái giây phút đau đớn ấy, nên ông không kìm lại được mà phải thốt lên rằng, thôi rồi Lượm ơi. Câu thơ như bị ngắt làm hai vế bởi dấu phẩy, đó
chính là để bộc lộ cái cảm xúc ngỡ ngàng, xót xa của tác giả khi hay tin Lượng đã hy sinh. Nhưng nhà thơ không dừng lâu ở nỗi đau xót mà ông đã cảm nhận được sự hy sinh của Lượng thật có ý nghĩa, thật đáng trân trọng biết bao. Tác giả đã hình dung ra cảnh cháu nằm trên lúa, tay nắm chặt bông, lúa thơm mùi sữa, hồn bay giữa đồng. Với các hình ảnh gợi cảm xúc, cách nói giảm nói tránh, nhà thơ đã diễn tả hình ảnh của Lượm lúc ngã xuống thật là nhẹ nhàng, thanh thản. Đó là một sự hy sinh cao cả, thiêng liêng khi em làm nhiệm vụ. Em như một thiên thần bé nhỏ, yên nghỉ giữa cánh đồng lúa quê hương, với hương thơm của lúa non thanh khiết bao phủ quanh em. Linh hồn nhỏ bé ấy đã hóa thân vào với thiên nhiên, đất nước. Tác giả đã dành cho Lượng một tình cảm, yêu thương, trân trọng. Hình ảnh sống động đáng yêu của bé Lượng chắc sẽ mãi in dấu trong lòng tác giả, không thể nào phai nhạt được. Tác giả đã dành cho Lượng một tình cảm, yêu thương, một sự trân trọng. Hình ảnh sống động đáng yêu của bé Lượng ấy có lẽ mãi mãi in dấu trong lòng tác giả, không thể nào phai nhòa được. Để hiểu hơn về tình cảm ấy của tác giả, chúng ta sang phần ba nhỏ. Hình ảnh của Lượng vẫn còn sống mãi. Phần ba của bài thơ được thể hiện qua ba khổ thơ cuối. Lượng ơi còn không, chú bé lắc chắc, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu ngân ngân, ca lô đội lệch, mồm huýt sáo vang, như con chim chích nhảy trên đường vàng. Ở đây con có thấy có một khổ thơ được cấu tạo rất đặc biệt. Đó là một dòng thơ nhưng đứng riêng biệt như một khổ thơ và được cấu tạo bởi một phép tu từ, đó là cách đặt câu hỏi tu từ. Lượng ơi còn không? Qua ba khổ thơ vừa đọc, ta thấy có một khổ thơ rất đặc biệt, chỉ vẹn vẹn có một câu mà thôi. Lượng ơi còn không? Thực chất câu hỏi này không cần câu trả lời, vì biết Lượng đã hy sinh rồi. Tại sao tác giả lại hỏi như vậy? Đây là câu hỏi tu từ, hỏi để nói lên, để nhấn mạnh cái cảm xúc tiếc thương, đau xót của tác giả, như không tin rằng Lượng đã mất. Và hai khổ thơ cuối cũng được tiếp ngay sau đó. Đây cũng chính là hai khổ thơ đầu được lặp lại ở cuối bài thơ, cứ như một điệp khúc, như một đoạn phim chiếu thật chậm để tái hiện lại hình ảnh nhanh nhẹn, vui tươi, hồn nhiên của Lượng, như để trả lời câu hỏi trên bằng sự khẳng định rằng dù hy sinh nhưng hình ảnh vui tươi hồn nhiên của Lượng vẫn còn sống mãi trong lòng nhà thơ. Lượng vẫn còn mãi với quê hương, đất nước. Chúng ta sẽ sang phần 3 La Mã tổng kết. Các con nắm được phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 77. Về mặt nội dung, bài thơ đã khắc họa và ca ngợi hình ảnh chú bé liên lạc hồn nhiên, tươi vui, hăng hái, dũng cảm. Lượng đã hy sinh, nhưng em còn mãi với quê hương đất nước, còn mãi trong lòng tác giả và mọi người. Về mặt nghệ thuật, cần nắm được những mặt thành công của tác phẩm, đó là tác giả đã kết hợp được phương thức biểu đạt tự sự với miêu tả và biểu cảm. Với thể thơ bốn chữ, cách dùng nhiều từ lấy có giá trị gợi hình và giàu âm điệu, phép so sánh. Tất cả đã góp phần tạo nên thành công trong nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật.
Và chúng ta sang phần luyện tập. Các con trả lời bài tập 1. Trong bài thơ, người kể chuyện đã gọi Lượm bằng nhiều từ xưng hô khác nhau. Em hãy tìm những từ ấy và cho biết nó có tác dụng như thế nào trong việc biểu hiện mối quan hệ giữa tác giả và nhân vật. Cô gợi ý cho các con. Ở đây, tác giả đã linh hoạt sử dụng cách xưng hô qua những từ ngữ rất khác nhau. Chú đồng chí nhỏ, cháu, Lượm ơi. Khi dùng chú với cách gọi này cũng là cách gọi của một người lớn dành cho một em trai nhỏ, thể hiện sự thân mật nhưng chưa phải gần gũi. Gọi Lượm là chú đồng chí nhỏ, đây là cách gọi vừa thân thiết, trìu mến, vừa trang trọng như một chiến sĩ nhỏ tuổi. Khi gọi Lượm là cháu thì tác giả bộc lộ cái tình cảm gần gũi thân thiết như ruột thịt, thể hiện sự trìu mến của mình. Đã có lúc tác giả gọi tên Lượm, Lượm ơi, để bộc lộ tình cảm cảm xúc của người kể lên đến cao độ. Như vậy, con thấy với cách xưng hô dùng từ rất là linh hoạt như vậy thì đã thể hiện được sắc thái quan hệ và tình cảm trong từng trường hợp khác nhau giữa người kể và nhân vật. Các con sẽ thực hiện cho cô bài tập số 2 trong vở bài tập. Yêu cầu con hãy viết một đoạn văn từ 8 đến 10 dòng miêu tả hình ảnh của Lượm trong chuyến công tác cuối cùng và hy sinh. Đây là một đoạn văn nên cô hướng dẫn các con, dù là đoạn văn thì vẫn cần phải có một bố cục chặt chẽ. Với phần mở đoạn, con giới thiệu về nhân vật Lượm. Phần thân đoạn, con miêu tả cho cô những đặc điểm về hình dáng, trang phục, cử chỉ, tính cách của cậu bé Lượm. Và cuối cùng thì con đừng quên phần kết đoạn, đó là những tình cảm, suy nghĩ của con dành cho nhân vật Lượm. Và nhớ đoạn văn này chỉ dừng ở khoảng 8 đến 10 dòng con nha. Hướng dẫn con về học bài và chuẩn bị bài mới. Con hãy ghi lại đầy đủ nội dung bài học hôm nay trong vở ghi bài. Nắm chắc, ghi nhớ của bài thơ Lượm. Về nhà con làm các bài tập 2 vào vở. Soạn cho cô bài hoán dụ để chuẩn bị cho bài học kỳ tới nhé. Bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô hẹn các con trong bài học kỳ tới nhé. Thân ái, chào các con.